Lãnh lương nè, lãnh lương nè. Hi, xin chào cô chú anh chị, bạn xem kênh Xin Vlog Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Tiếp tục những video thực tế về cuộc hành trình ở bên Hàn cho tất cả mọi người xem, thì ở video này cho cả bạn xem. Ngày hôm nay sáng sớm trời mưa rất là nhiều luôn bạn, nhưng phải ra ngoài này đứng đón xe chuẩn bị đi làm nha. Thì công việc ngày hôm nay không còn đi hái táo ngoài nên trời mưa thì mình tìm công việc khác bạn. Trời mưa mình tìm công việc khác nên ở ngoài trời mình làm không có được, nên mình tìm ở bên những cái chủ khác mình đi làm. Nó cũng bị ướt nhưng mà không có ướt nhiều như là ở ngoài trời nha các bạn. Làm công việc gì thì mời tất cả cô chú anh chị bạn theo dõi video và đồng hành cùng mình nha. Cho các bạn xem công việc ngày hôm nay của mình nè. Đi tiễn bông nho. Phía bên kia là bà cô có đang tỉa bên nha các bạn. Này nè, cái nào dài quá thì mình lấy tay mình ngắt cho nó ngắn lại. Sáng đi tiễn, đi tiễn xong rồi thì cắt đọt nữa, cắt mấy cái đọt, mấy cái chèo này nè. Chiều thì đi còn thời gian nên đi dạo lại nha. Dạo lại coi cái nào còn sót thì mình hái bỏ. Nay vô kèo này, kèo thơm mà lụm tiền, việc nhẹ lương cao. Thấy con? Ừ, đúng rồi, tạm việc nhẹ lương cao. Lâu lâu được một bữa. Được, lâu lâu mới có được ngày thơm. Là mướn mà cũng phải có ngày thơm, ngày thúi chứ. Trời, bữa nay mưa nên làm ở trong nhà không có bị ướt nha bạn. Trên này người ta là bằng mũ hết nha, nóng hầm lắm. Chùm luôn. Ai làm mà sót quá trời luôn. Nho ra ta ra nguyên cái đùm dài vậy nè, là không có lấy nhiều đâu nha, chỉ lấy một khúc cỡ hai lóng tay vậy thôi. Bên đó nhanh đi. Nhìn lên. Nhanh đi. Dạ, đi kè khơi tới giờ rồi về. Chú sĩ bà chị rồi. Tới giờ về lụm tiền thôi. Giờ thấy làm không thấy thôi. Lâu lâu được một bữa kè thơm hết anh Long. Được thơm. Thấy làm không thấy thôi. Phải làm. Khỏe ghê. Phải ghê. Trời ơi, ai chơi này nghỉ quá người ta trời. Trời ơi, ông Địa ơi. Đây nè. Nhét xuống này luôn đi cô ơi. Nhét xuống này. Đâu lấy cái này được. Ai đâu mà chơi. Nhét xuống đi để ông chủ ông thấy. Ông thấy ông nóng ruột. Của hàng này chưa đi phải không? Đùm này còn dài thòn nè. Ừ. Để đem hủ tiêu mẹ hiến đi. Để cũng làm gì. Trời, cái này đi vậy nè. Cái này đi bữa nay sao. Đi nhà hiệu có gì đâu chú Năm.
lâu lâu được một bữa vậy cũng được. Thấy đi từ sáng tới giờ cũng mỏi chân chứ chà. Ừ, mỏi cổ. Mỏi cổ nữa. Chưa. Nó ngắn lại nè. Sáng mình đâu có làm đây. Mình qua sáng bên đó mình cắt đọt mà mình qua đây mà. Mận bên kia kìa. Cái này phải rồi. Này có cái này ấy trái mình quên. Có người người ta chừa ít, có người người ta chừa nhiều. Chừa nhiều thì chủ không chịu. Ngon là gì ngã 2, ngã 3, gì từ lưa, hộp dưa hết. Cắt bỏ bớt. Ngon. Mấy cái đuôi này toàn ngã 2, ngã 3 không. Nữa cái rùm nho nó không đẹp. Bên hàng dễ kiếm tiền không bạn? Thôi mà nó trái bự quá tỉa nó ngon. Kiếm tiền không? Đi mò gì thôi chiều kiếm tiền. Phải nâng niu nữa hả? Dễ lắm. Đó, chỉ mò là lấy tiền à. Dễ lắm, nâng niu vậy nè. Mò tới chiều lấy tiền. Dễ ăn lắm. Tới chiều là lụm 2 triệu á. Làm có được 2 triệu đâu. Ông chủ đâu mất rồi ta? Con đây đang quay phim, hôm lát ông chủ ra đuổi việc không tránh liền luôn. Giờ này gần tới giờ lãnh lương. Bây giờ này ông đi rước mà 2/24 rồi đó. Đây đây cho mẹ đùm nho bự gì nè. Đó. Gần 5 giờ rồi đó là ông đi rước rồi đó. Ừ. Này biết thôi. Này còn sốt. Bỏ bớt. Còn 5 giờ chứ sư. 5 giờ rồi. Hồi nãy nghe cô Hà nói gần, hỏi tôi có mấy giờ, tôi nói tôi không biết á, nói gần 5 giờ rồi chị. Làm gì gấp dữ vậy chứ Tâm. Hết giờ. Hết giờ về thôi. Không, lúc này mệt rồi không thiệt nữa. Trời mưa thì kiếm việc ở trong mấy cái hốc sừ gì làm nó không bị ướt. Kèo thơm. Kèo thơm lắm á anh em ơi. Kèo thơm nè. Thơm lắm. Ai có nhu cầu muốn đi Hàn Quốc thì hãy xin liên hệ. Hãy hãy với anh kênh. Xin vlog. Xin vlog đi. Vậy em đâu có bảo lãnh được đâu. Em chỉ. Rồi có người bảo lãnh được mới chỉ được chứ. Chỉ chủ bảo lãnh. Đi em bà gì ra bà Diệu nói chú bà Lan hả, đi 50 triệu hả? Ừ. 50 triệu đi được chứ bộ. Dạ đó. 50 triệu là đi 50 triệu 5 tháng là đi được đó. 2 triệu rưỡi tiền hàng hả? Hay 3 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi. Mất thanh tháng làm đó. Ừ, thì cũng còn được ăn xài nữa, còn được 3 tháng cũng được rồi. 3 tháng ngoài 100 triệu. 4 tháng, 3 tháng. 2 triệu ăn xài chứ. 3 tháng lại được 100 triệu. Được chứ. Có đâu. Tháng người bèo cũng được 30-40 triệu. Ừ. Bữa hôm ta lâu ngày là ta mận tôi tính rồi đó ha. Tháng mận được có 26 ngày chứ nhiều.
là bằng mùa này đó. 6 ngày là nhiêu rồi, cũng 4 mấy triệu. 6 người, người có 2 triệu 8 mấy chục chứ nhiêu. Mà ăn xài rồi á, rồi gửi lên Ngọc nhiêu của hôm 2 triệu 8, 3 triệu 8. 3 triệu 8. 1 triệu 8 rồi, vừa với 1 triệu 2 là 5 triệu rồi. 5 triệu mà bữa hôm tao đóng, tao đóng tiền nhà rồi là còn có 4 triệu 8 mà đứa ăn xài rồi đứa còn chưa được 2 triệu rưỡi nữa đó cô. Trời, 1 tháng 2 triệu rưỡi ngon còn đổi gì chưa nữa. Chưa được. Ờ, cho 2 triệu rưỡi, cho 2 triệu 3 đi. 2 triệu 3 cũng 40 triệu, hơn 40 triệu rồi. Thì 3 tháng. Ở đâu mà hơn 40 triệu, tiền có 17, 3 mà tính đi. 2 triệu cũng 3. 40 triệu chứ nhiêu. 17 là 36 rồi, cũng 40 triệu rồi. Ừ. 3 tháng thì ngoài 100 triệu. Mà mày mần điều việc kìa, tại tháng này mần điều việc đó, gặp tháng mần có 20 ngày là được nhiêu. Trời ơi, tháng mần 20 ngày, 3 tháng cũng được 100 triệu. Có được. 3 tháng. Chi phí đi có 50 triệu thì đi được phải không con? Ừ. Đi được chứ. Đi đi điều điều hoài thì cũng ừ. Ở Việt Nam làm gì mà đi làm gì có 3 tháng mà được nhiêu tiền. Qua đây chịu cực một chút thôi. Qua đây mà đòi sướng có tiền là không có đâu nha. Bị mưa hết mấy ngày rồi. Chị hàng được nhiêu nữa tháng năm. Chị hàng bị cháu nhỏ hả? Vậy ha. Sướng quá trời, cháu cũng bự quá bự rồi. Hồi đó cô có đi qua lần nào không hay là mới đi đây thôi? Có. Hồi lúc đó đi qua cháu còn nhỏ. Thì đi từ lúc cháu còn nhỏ tới giờ hả? Rồi cái gì vậy? Cái nghỉ lúc. Ừ. Nghỉ lúc không qua. Vậy cũng. Hả? Nghỉ mấy năm dịch đó hả? Đâu trước nữa, nghỉ trước nữa. Ừ. Vậy cũng kiếm được nhiều tiền rồi. Không có, như hồi mà mấy năm về trước là mần cho con rể thôi. Nó không có đi. Rồi đi làm ngoài có chút đỉnh gì. Chứ đâu có đi mần được. Bị giường của nó giường bơm, giường lê. Rồi thành ra bây giờ nó mới phá vườn bơm đi. Nó mới trồng nho. Bây giờ nó trồng nho mà giờ mới có 2 năm à. 2 năm cũng bự rồi đó. Bự rồi cũng có trái. Cũng có trái lây gai. Bữa đó tôi cũng có làm tôi mới biết mà. Ừ, thì cái này năm thứ 3 mà về rồi. Nho này bắt đầu năm thứ 4 rồi, mới có 3 năm mấy tháng vậy. Tại lúc em làm. Tại hình lúc em làm công ty nấm với từ đía là ông này ông mới làm hết sự này mà. Ông đang làm chứ xong nữa. Thì năm nay hơn 3 năm mà, năm bắt đầu năm thứ 4 rồi. Lãnh lương nè. Vô, không thất tiền. Đừng lấy 10 ngàn. Giờ ta đương nhiều mấy giờ chứ. Em sao đi đó. Dạ. Đây và đây là một ngày làm việc nha các bạn. 100 ngàn. Em xin cho nhiều đổi là toàn 50 đi. Ông xin nó bỏ thẻ không mà. Ừ. Ủa nó không tờ hả? Đổi bà nhiều đổi hết rồi còn đâu nữa. Đổi tờ nào? Đổi anh chính kìa. Chính nó thân là nó đổi. Về lên xe về. Nhập ngày làm thì được 100 ngàn.
100.000 giờ chắc chiều 7, hơn chiều 7 thôi bạn. Thì thôi tới đây mình cũng xin kết thúc video đây nha các bạn. Xem video thấy yêu mến cho mình một like, một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng mình ở bên hàng nữa nha. Thì bye bye cả bạn nha.